Thì trước tiên tôi cảm ơn anh. Tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng Thì bây giờ nói chung ra nó như thế này. Đối với cái thằng mà nó làm bé con quen á, thì nó tin ma rửa quỷ quyệt lắm bà con. Nên chúng ta phải nói về cái nhân vật này á, là nó làm bằng cái cách nào để nó ngoi đầu lên trên cái vụ việc con quen hành căng này. Thì tôi cũng vào vấn đề luôn. Thì á, là thằng thằng chồng bé con quen ơi, mày biết con quen là sai trái mà sao cái lúc đầu ở nhà trọ con quen đó rồi mày nói mày chạy tới chạy lui như một con gà mắc đẻ vậy đó, mày tìm con chị quen để bảo vệ chị quen, rồi chị quen của mày lúc đó nói là gì, nhốt Phật ở chỗ nào? Nếu là cái thằng của mày á là còn đạo đức con người, còn một cái lương tâm của là Phật giáo trong người Việt Nam chúng ta, thì á là khi nó nói như vậy á thì mày cắt ngay cuồng phim á, là không bao giờ á là quay giá là chị quen mày nữa. Còn đằng này bắt đầu mày tung hô lên, lúc đó mày nói là chị quen mày là căng điển này kia kia nọ đây. Thì bây giờ á là kiếm so sánh giữa hai cái nghề YouTube, hai cái người làm nghề YouTube, mày và thằng Cảnh Tê, thì thằng Cảnh Tê thấy là cái con nói là con khùng mà nó giả khùng để nó lừa người ta nên nó bỏ nó chạy đi mất dép. Còn mày sao, mày biết cái chuyện đó là luân lý như thế nào mà mày chạy theo bảo vệ chị quen, rồi á là chị quen hành căng hành điển, rồi bây giờ á rồi mày dắt á là chị quen của mày đi hết chùa này tới chùa kia. Tại vì lúc đó đó thật sự bà con nhìn nè, cái thằng làm bé con quen lúc đó nó quá nghèo, nó quá khổ, nó đâu có tiền mà đi leo lên núi đâu, nó đi vòng vòng ở dưới là mấy cái chùa dưới đồng bằng không đó, bắt đầu để nó chứng minh chị quen của nó là có căn có điển, nhưng mà thực tế là trong tâm nó biết là con này khùng, nhưng nó bám vào cái cháo áo con này để nó hô toan lên cái vấn đề tôn giáo rồi tâm linh, thế là có tiền về để nó nuôi mẹ nó và nó nuôi ngoại nó đó. Chứ còn bây giờ nó quay lại nó nói cái anh gì mà mặc áo vàng vàng, thì thật sự với bà con á phải xác định lại xuất thân hành nghề đó là lừa lọc bà cộng đồng mạng á, thì cái anh mặc đồ vàng vàng đó với thằng Trường này là chung một thầy. Tôi khẳng định là anh vàng vàng đó với cái thằng làm bé con quen này nè, mà mới thôi nha, là một thầy. Tại vì nó kêu thằng kia là sứ huynh, nghĩa là nó là thầy thầy trò là đồng môn. Tôi nói vậy phải không anh Sài Gòn? Dạ chính xác anh. Đúng rồi, nói là chúng một thầy, thành ra nó biết được cái chiêu của cái thằng áo vàng này như thế nào đó. Nhưng mà tôi nói đi rồi cũng nói lại, à bà con thấy không, tôi nói thằng chồng bé con quen này nó vẫn còn bàn tay đen tối sau lưng cái tụi con quen. Nên nó là có lẽ là như hồi nãy anh nói là cái thằng sư huynh của nó đó, chung thầy nó đó, thì đó là lúc này không có tiền chung cho nó, thành ra là lợi dụng cái hình ảnh của con quen theo kiếm ăn, thành ra nó là vạch mặt một cách là nghe cũng dữ dội quá, nó buộc anh phải điện cho tôi, nghe kinh ha đó. Nhưng mà thấy thằng áo vàng có một cục tiền ném vô mặt vô đầu nó, cái là nó câm liền đó. Anh thấy như thằng Thoại không, cũng hai người cùng đi thì hai người cũng đều nói tu hết, thì sao nó phải vạch mặt cái thằng áo vàng mà nó không vạch mặt cái thằng Thoại trong đầu? Vì thằng Thoại trong đầu thì chúng ta đã biết rồi, thằng này nó cũng có tiền vốn, nó đầu tư do đó nó ném tiền vào đầu của cái thằng chồng bé con quen này rồi đó, thành ra là nó mới đâu có nói gì thằng Thoại đâu. Chứ hai thằng áo vàng với thằng Thoại, hai thằng Trọc ngồi kế nhau, thằng Trọc kia sao nó không nói mà thằng Trọc này nó nói đó, rõ ràng chưa? Nhưng mà tại sao mà nó lại là nói là gì, tụi nó theo hút máu đó là con quen. À, bây giờ nó là con rồi, nó mới làm bé xong nó nghỉ rồi đó. Thì như tại sao là nó biết? Vì nó và thằng áo vàng là một thầy đó, một thầy lừa đảo, học của một thầy chúng một thầy lừa đảo, thì nó có siêu huynh đó, thấy không? Chứ đâu có phải trên đời này mà ví dụ giờ tôi với anh á đùng cùng quan điểm, mến nhau cùng cái lối sống, chứ tôi chưa chắc gọi anh là sư huynh, hay anh chưa chắc gọi tôi sư huynh. Tôi tu ở cái chùa này, anh tu chùa kia, làm sao mà gọi là sư huynh được, đúng không? Đó, đây là cái vấn đề khẳng định là cái lũ này lừa đảo, và thằng làm bé con quen á thì nó đã gầy công xây dựng, thì do đó trên đó là hình hài của con quen,
Nên bây giờ ai mà có đi theo con quen để lạm dụng cái hình ảnh để quay YouTube á, thì phải ném tiền vào đầu của cái thằng trường pháp sư này thôi. Chứ có nó là không có cái vấn đề gì mà để gọi là nó phải hô toán của thằng chồng bé con quen ơi. Tao nói mày ngày xưa mày dắt con quen đi, ai cấm mày? À, mà bây giờ mày lấy cái quyền gì mà con quen nó đi thả thính hàng trăm thằng đi, ví dụ hai ba thằng, huống chi hai ba thằng này không có quyền nói nghe. Cái thằng làm bé con quen mày dựa vào chéo áo của nó để mày á là kiếm tiền nuôi mẹ mày, nuôi ngoại mày, rồi xây cái ổ cho cái lũ tụi bay là sinh sống với nhau, thì bây giờ là con quen hết tiền rồi thì con quen nó được quyền đi thôi. Mày lấy cái quyền gì để mày nói là anh phải điển cho tôi, sư huynh phải điển cho tôi? Ủa cái mày là cái quyền gì? Không, bất quá mày cũng cái quyền như tụi tao. Mày lên mày nói thằng áo vàng đó ngày xưa tôi học chung thầy với tôi biết thằng đó là tham lam dâm ố, hay là vô nhân tính, vô đạo đức, là khi thị, là tôn giáo cũng như mày không, thì mày nói vậy đi, chứ mày không có được quyền cấm nha. Ở đây là mày phạm pháp rồi nha. Mày chỉ là một cái gì, một cái ông trời con ở cái quê cha đất mẹ của mày thôi, chứ mày không có đâu mà mày lên cộng đồng mà mày xạo láo kiểu đó. Mày là lấy cái quyền gì hả? Mày lấy cái quyền gì mà mày cấm cái thằng trọc áo vàng đó là sư huynh của mày mà mày phải điện cho mày, nó đớt điện cho mày á, rồi mày bú đít đó không? Đó, tao nói thẳng mày luôn á, mày là cái thằng đàn ông tồi mà lại luôn manh ngu. À, mày chỉ biết sao bám chéo áo một cái con là nửa điên nửa dại để mày kiếm gạo mày nuôi mẹ nuôi ngoại mày. À, rồi mày xây nhà xây cửa thôi đó. Chứ còn nếu như tôi cũng nói ở đây trước có anh Sài Gòn rồi với bà con cộng đồng mạng như thế này, nếu nó là một cái người YouTube đàng hoàng đạo đức á, thì như thằng Cảnh Tê nó thấy con nhỏ này á là có cái chiều hướng mất dạy hay là có chiều hướng là làm Phật giải máu thì nó bỏ nó đi chỗ khác. Còn thằng trường pháp sư này sao? Ồ, phải chạy vô chỉ quen hành căn rồi dẫn hết chỗ này tới chỗ kia, rồi chỉ quen căn điển mở đây thôi. À, là hôm trong Tết đây, nó dắt con quen đi lên trên chỗ cái khu du lịch gì, chỗ cái cầu Cổ Chiên đó. Yeah. À, rồi con quen cũng thiết pháp. Cái nó nói rằng là gì? Nói nữa đi, con quen nói gì? 32 thế đẹp rồi 82 lối sống gì chơi, cách chơi gì đó. Tôi có không rành chứ thật học không có chuyện đó. Nói nữa đi, em nói nữa đi quen, em nói nữa đi quen. Rồi ngày hôm nay nó bị là nói chung nói nào ngay trong cái cuộc sống cái khúc đó thì thằng trường pháp sư này tuột tiền hết con nhỏ này đi. Con nhỏ này cái chiều 30 Tết nó quýnh cho một trận bầm mặt hết ngôi ra được, lên xã hội được. Thế là bây giờ quay lại nói ngược là con quen bây giờ không hành căn ở đây được, bây giờ nó đi chỗ khác nó làm tầm bậy. Ủa nó làm quay làm cái gì là bậy đâu hả mày thằng trường pháp sư? Nó cũng như cái thời trước mà mày đang làm bé nó đó, mày đang núp trong chéo áo đó, thì nó cũng vậy. Thân tâm an lạc rồi Phật tổ Như Lai gì cũng y như vậy đó mày. Là trường pháp sư rồi, không có khác gì hết. Mà tại sao bây giờ mày như vậy? Lại đây cái điều này bật lên cái ý gì bà con? Nó cho thuê cái hình ảnh con quen, mà tại vì cái thằng vàng vàng là quá nghèo, cũng xuất thân như nó hồi lúc ban đầu là không có tiền nuôi mẹ, rồi cũng không có tiền nuôi ngoại, rồi cũng không nhà cửa. Thành ra anh em nói đồng môn với nhau nó hiểu cái e rồi. Thành ra là đó là phải là đòi tiền thằng này không có chung, mà lạm dụng cái hình ảnh của con quen thì nó chửi cái thằng đầu trọc vàng này thôi. Đó là như vậy. À, còn bây giờ nó nói như thế này, bây giờ là không còn là gì, không còn cũng như là dạy dỗ quen được hay xây dựng quen hay gì đó. Rồi bây giờ muốn nói ra nhưng mà nói không được, mày nói thẳng ra đi. Cái thằng đàn ông tồi, nếu cái đời mày không tồi thì mày cứ nói thẳng ra, tôi là với con quen như vậy hay sao? Ai cấm mày? Không, mày lên cộng đồng mạng mày nói. Nhưng mà những chính kiến mà đã vạch mặt cái thói lường gạt của mày, vô đạo đức của mày đó, thằng trường pháp sư, thì bây giờ là như thế nào lòi ra bà con thấy không? Nó vẫn đeo theo con quen, nó ăn tiền. Chứ bây giờ nè, nó ra tuyên bố nó không còn làm bé con quen nữa. Thì con quen nó có quen 100 thằng, thì đó là cái chuyện của con quen. Còn đằng này không, nó vẫn còn là
thấy cái là cái gì, nó ngửi cái mùi, cái nó ngửi cái mùi cánh của con quen, nó quen rồi hay sao, nó nghiện rồi, thành ra thằng nào chui vô ngửi nữa thì là nó chửi, chứ thật sự là vậy. Chứ bây giờ đã, nó đã không làm bé người ta nữa thì để người ta đi kiếm thằng khác người ta làm bé. Thì nó lại là chửi người ta. Đây là cái vấn đề á. Ê Trường, mày sao bất công quá mày. Mày làm bé người ta được rồi giờ mày đá người, đích người ta đi, mày xong cái ổ của mày, mày xong cuộc sống của mẹ mày với ngoại mày, thì lại á là mày á là bỏ người ta. Mà tại sao mày còn á là chửi sư huynh mày là sao? Đó là cái lý tôi nói không công bằng. Anh Sài Gòn có ý gì không nữa à? Và cái vấn đề ở này thì em cũng đồng cái quan điểm của anh. Cái thứ nhất á, thì chúng ta nhìn nhận một cái sự thật ở đây là Ven là từ lúc mà làm ăn chung với pháp sư cho đến bây giờ thì không có cái gì thay đổi cả, thì vẫn là cái như là giá gọi là kênh, vẫn là ông lên bà xuống, vẫn là robot. Nhưng mà chúng ta thấy một cái nó có sự là bất hợp lý ở chỗ pháp sư ở đây. Cái thời xưa đó thì anh cũng là cố gắng, anh cũng là lặn lội từ cỡ như là dưới trại Vinh để anh đi qua những cái nơi gọi là chùa chiền, thậm chí là cái chùa ăn nó cũng đã từng nhảy vô, cũng từng có những thức phim mà gây cỡ như là cộng đồng mạng có những cái gọi là bức xúc, là lúc mà nói chuyện là sư trụ trì chùa ăn đó thì con Ven cũng là robot. Đấy, con Ven cũng là cái như là nhảy rào, cũng là có những cái dáng đi gọi là robot rồi. Tại sao lúc đó nó không lên tiếng nói con Ven là giả? Dạ đúng rồi anh. Đó, thì em nghĩ lúc Dạ. đó là cái như nó đang kết hợp làm ăn và nó không thể Dạ. lật mặt ở được con Ven. Vì lúc đó Dạ. là cái như là Mạnh Thường Quân quan tâm rất nhiều, đồng ngân là chảy nhiều quá trời quá đất. Đó, cho nên là nó chấp nhận, nó chấp nhận một cái sự mà dối trá để mà nó lấy những cái đồng tiền của bà con bá tánh. Và đến bây giờ thì Dạ. nó thật sự ra là có hai cái mà để nó phải là lật mặt sư huynh của nó. Cái thứ nhất là kiểu như là em nghĩ rằng là cái giá cả là nó chưa kiểu như có cái sự thống nhất, mà sư huynh đã là ẵm con Ven đi rồi. Đó, giống như một cái món hàng mà mình chưa thống nhất về cái giá cả, mà anh kiểu như anh đã vô anh sở hữu, thì cái điều đây thì thật sự ra là người chủ sở hữu là đang bức xúc. Và trong vấn Dạ đề đúng đây rồi là pháp sư anh. đó là người chủ sở hữu trong cái sự việc này. Đây, nó đang bức xúc. Dạ. Nó đang bức xúc là sư huynh tại sao là bây giờ giá cả chưa ok, chưa ổn thỏa mà sư huynh lại là lên cộng đồng mạng như thế rồi. Sư huynh đã dùng, sư huynh đã kinh doanh rồi. Đây là vấn đề bức xúc. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng là cái ngày mà gọi là ngày tình nhân. Ngày tình nhân mà cái như nó thật sự ra thì anh cũng về cái tâm lý anh cũng nhìn, anh nói cái ngày tình nhân mà con Ven bây giờ nó cứ cả người này cả người kia, thế thì anh thật sự anh cũng đang nao lòng đấy, anh cũng đang cái nhân ma, chắc là cũng thể hiện có một chút gọi là ghen tuông trong này đó. Cho nên anh thấy trong thức phim, đó mà cái như là cái có một vị khán giả nói là ủa pháp sư giờ ghen hả, bắt đầu anh quay sang anh chửi ông chửi cha người ta liền. Đúng rồi, nó Anh chửi khán giả của nó. đúng, đấy là khán giả của nó luôn, là hỏi là bây giờ là Ven thế nào rồi, ủa ghen hay sao mà lên nói dữ vậy là pháp sư. Bắt đầu quay sang anh chửi ông chửi cha khán giả, mà khán giả này là cũng là một trong những khán giả là rất trung thành với pháp sư từ trước giờ, cũng là cùng pháp sư đã bao che những cái gọi là cái xấu xa, những cái bỉ ổi mà để mà cái như là kiếm những cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của người ta trong cái vấn đề là lạm dụng tôn giáo được cái mang, đúng không anh? Cho nên em thấy Đúng là cái bản chất anh này bây giờ là mang chắc là nói chung là bây giờ em nghĩ là cái quả báo đã đến. Thì bây giờ anh cũng là có những cái mà anh thể hiện không có bình thường đó, nó không bình thường ở đây là anh thấy là ảnh phải dày công để ra anh kéo là hàng vạn con cá lòng tong để anh chế biến thức ăn, nhưng mà bù lại cái là anh dùng bốn con cá lóc để anh thả xuống gọi là phong sát đó, thì nó đâu có một ý nghĩa đâu. Anh giết cả hàng vạn con rồi, bây giờ anh thả bốn con gọi là phong sanh đấy, và còn có những cái gọi là thách thức. Thích ăn vậy thì người ta nói gì kệ người ta, miễn sao mình không có ấy nấy lương tâm. Tôi hỏi bây giờ cái bản chất anh này đó, nói hai cái dùng anh dùng hai cái từ gọi là ấy nấy thì thực sự nó quá là cái như là lãng phí cho cái câu từ.
Anh hồi trước giờ anh có biết áy náy là gì đâu, bây giờ nó là áy náy lương tâm. Nếu mà cái pháp sư biết áy náy lương tâm thì pháp sư không bao giờ mà kể như là lừa bịp cộng đồng mạng trong suốt một khoảng thời gian khá dài mà không có lời xin lỗi, đúng không anh? Đúng rồi anh. Cho đến bây giờ anh là anh thể hiện một cái bản chất gọi là cũng là giống như là vừa ăn cướp vừa la làng đó, trên chơi chiêu bài là bây giờ cái như là cuối kèo rồi đó, cuối kèo rồi, bây giờ là anh đang tính là bung lụa đấy, mà bung lụa không thành. Bây giờ anh bung ra đường nào cũng chết đấy, anh bung anh chửi con ven á thì cộng đồng mạng dập lại liền đó. Anh bung anh chửi con ven, nó là con ven là cái phường lừa bịp đó, con ven là cái phường là thế này thế khác. Vì sao? Để anh phải bảo vệ kênh của anh, kênh anh kênh làm thiện nguyện mà, thì sợ cộng đồng mạng sẽ chửi, đúng không? Thì cộng đồng mạng chửi mày biết nó lừa bịp, tại sao mày bung trong suốt một thời gian khá dài để kiếm ăn trong đó. Đấy là một trong những cái mà cộng đồng mạng sẽ đặt dấu hỏi rất lớn. Đó, nhưng bây giờ đó thật sự cơ hội là cơ hội anh đã tới, đó là sư huynh là người đồng ngôn, người mà cùng cả như là một trường phái của anh là xuất hiện. Đúng rồi. Đó mà chưa thỏa thuận giá cả là anh đã nhảy vô, anh đã kinh doanh rồi, anh đã khai thác rồi. Đó. Thì anh mang chắc là bây giờ anh mượn cá rồi chết hết. Đó, anh phải chém anh này. Đấy, để mà anh thể hiện một cái khía cạnh liên quan cái con ven là con ven có lừa bịp. Cho nên anh mới nói một câu là gì? Sắp tới ven dìa sẽ có trưởng công an ở xã tới là cái như là mời tới để giáo huấn thêm một lần nữa, đúng không anh? Thì đồng nghĩa rằng nói thật sự là anh đây em mang chắc là bây giờ anh muốn cứu lại cái kênh mà cái kênh thiện nguyện của anh. Đấy, thì bây giờ những thước phim vừa qua anh thấy rồi, anh có quay những nhân vật để lên, nhưng đại đa số là nhân vật đó là những nhân vật dàn dựng, những nhân vật không có thật. Đấy, mà những câu từ gọi là anh cũng là bổ sung cho những cái gọi là cái sự bất hạnh của người ta bất hạnh ít, nhưng mà anh dùng những câu từ để anh xoáy sâu vào để mà cái như là tăng thêm một cái sự hấp dẫn cho cái vấn đề bất hạnh của nhân vật. Đó. Để làm gì? Để đánh vào cái lòng thương của một số bà con mạnh không thôi. Đó là một trong những cái mà bước đi của pháp sư. Và như theo em là em nhìn nhận ra là cái vấn đề đấy quá rõ. Thì còn quan điểm anh liên quan đến sự việc này như thế nào ạ? Dạ thì thật sự với anh như thế này nè, cái câu nói của thằng Trường pháp sư á, mà nói là công an sẽ làm việc cái vấn đề con quen á, thì chẳng khác nào nó là giặt áo cho người xâm linh. Thì ngày trước con quen nó cũng làm y như vậy, thì tại sao là nó lại nói là căng là điển là tú, rồi vậy tại sao bây giờ con quen cũng vẫn vậy mà nó đỡ láo xược hơn nữa, nó đỡ mất dạy hơn nữa? Thì anh nói là có công an nhúng tay vào của là gì? Đây là cái vấn đề mà là nó đã là một tổ chức phạm pháp ngay từ đầu, mà do cái vấn đề là cái sự lưu manh và cái sự sắp đặt là quá chuyên nghiệp để moi tiền mạnh thường quân ở cái ý thằng Trường để nó xây dựng cái tổ chức này. Đến bây giờ cái tổ chức này không còn bới ra tiền nhiều cho nó nữa thì nó mới nói là công an vào cuộc. Thì anh thấy rõ ràng không? Điều đó là tự nó vạch cái áo cho người xâm lưng. Đây là tổ chức đó là đã phạm pháp rồi đó. Nói chung là đã sai với cái đạo lý của xã hội rồi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai như thế này, tôi thấy một cái vấn đề đây nó vẫn còn ma mị cộng đồng. Nó vẫn còn lừa gạt người ta. Nó đem bốn con cá lóc của nó đem xuống là để gì phóng sanh giải nghiệp của nó. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, mà muốn cái giải cái nghiệp cho thằng Trường lúc này đó thì nó phải đốt cái nhà cái hổ của ngoại nó với nó vừa mới xây dựng xong đấy đó, đó nó mới rồi là giải cái nghiệp đó xong. Tại vì sao? Nó làm Phật chảy máu, nó làm bao nhiêu người thổn thức, hàng triệu con tim Phật giáo là thổn thức về cái vấn đề là cái tổ chức của nó để cho con quen xúc phạm là Phật giáo. À, thì như vậy nó thả bốn con cá để gọi là nó giải nghiệp không? Nó giải nghiệp được không? Ngàn đời ngàn kiếp nó, ba đời chín kiếp nó chưa giải nghiệp được. Tại vì sao? Nó đã làm đó là cái ý của nó vì ham tiền, vì nuôi ngoại nuôi mẹ nó, mà nó gây nó tạo cho con quen những cái lời nói là thấu động trời xanh luôn, chứ không còn biết nói một cái điều gì hơn nữa. Đó thì bây giờ là nó lại đem bốn con cá, thế là giải nghiệp xong. Thì tôi thấy cái đây là cái vấn đề là xạo láo lừa đảo của cộng đồng thôi. À, mà nó ý của nó cũng muốn là gì ăn năn hối cải, nhưng mà có bốn con cá lóc hối cải làm sao được.
đã xúc động, đã xúc phạm tới động lòng trời rồi đó. Thì cái vấn đề này là mà bạn phải nói như thế này, con quen á, thì bây giờ á, thì nó bắt đầu á là một cái thời gian đi lừa đảo, thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều tiền rồi, à nó lại vun tiền, cũng có thể là như thế này không? Thằng Trường Pháp Sư này nghe nói là con quen là cho thằng Lợi Nguyễn gì 5 triệu để đi làm từ thiện đó. Rồi anh nghe anh tức rung lên, rồi anh đòi kêu công an gì về sẽ làm việc con quen. Tại sao lúc trước mày không kêu vậy trời? À cái lúc ngay từ đầu á, cái lúc mà cảnh tê nó bỏ đi đó, à thì tại sao mày không kêu công an? Mà lúc đó mày nói là chị quen là phải bảo vệ chị quen là đang bị căng hành căng điển gì đó, rồi mày cũng là một Phật tử điển xuống cho mày bảo vệ chị quen, rồi cái mày ấy con quen luôn. À rồi mày bắt đầu là mày thấy là vậy chưa chắc ăn nữa, cái mày ở chung với con quen luôn, rồi bây giờ mày nói mày chia tay. Bây giờ bắt đầu tới đời thường đây, mày là một cái thằng đàn ông, mày là tạo cho người ta đem lòng thương mến mày, rồi mày ăn ở với người ta, rồi bây giờ mày phủi tay không như vậy, thì như vậy là một cái thằng này phải gọi là mày là phải lòi lòi chó giấy heo nọc hay không? À, đúng không? Đó mà mày nói là người ta là chó, nhưng mày mới là chó giấy heo nọc. Đó mày làm cho con quen nó cũng nhừ nhão á, là mày cũng là làm là tan nát người ta. À, rồi cái vấn đề đó lo do là dục tính của mày, cái thú tính của mày nó trỗi vậy, thì cũng là xếp là một cái loài chó giấy heo nọc thì cũng không gọi là ác mấy, nhưng mà mày phá đi một cái gia đình của người ta. À bây giờ đó, à mày đem mày là phóng sanh mấy đứa con người ta vào trại là mồ côi, à rồi là mày để chồng một nơi, à là vợ một nẻo điên khùng như vậy. Rồi đó cái lúc mà bây giờ mày á cơm no áo ấm, ngoại mày ấm em, má mày ấm em, thì con ven có những lúc không còn đồng bạc, phải về người chồng cũ mà xin 100 ngàn. Thì cái cảnh này nó thấu trời cho cái thằng đó, là do cái thằng Trường Pháp Sư nó gây ra không bà con? Đó là cái tội ác của nó, cái tội lỗi của nó đó. Mà tại sao nó không nói? Mày tại sao hèn vậy thằng Trường Pháp Sư? Đó, mày nói mày ngon à, xuống dưới mày đi, mày lo gì yêu nhau suốt đời. Ôi, mày rồi nhảy ranh là một hạt cát của xã hội thôi. À, đã nói mày nhiều lần. Đó, điển hình anh thấy không? Ngày hôm qua, có hai cái cô nào đó, phụ nữ, đi qua kiếm cái thằng đồng bọn của nó đó. Cái thằng gì đó, thằng hộ môn hộ pháp gì đó, âm hộ ha. À đó, à thế là bây giờ cái thằng đó nó sợ rung lên, nó điên qua bên thằng Trường. À mà rõ ràng hai cái cô đó nói rõ ràng qua đi uống cà phê, à bà biết được á là cái thằng Trường hộ pháp này ở trọ, má nó thì đi bán vé số. Thôi bà con ơi ủng hộ má hộ pháp đi, má hộ pháp mua bán là vé số thì bà con ủng hộ. Người ta vẫn nói tốt cho nó mà thấy nó sợ rung lên không? Yeah. Không, nó phải điện qua cái thằng Trường. Mà hai người phụ nữ đó tôi thấy cũng yếu đuối, người ta cũng lịch sự. À, về nói gì nói qua lời nói và cử chỉ của hai cái cô đó đó, tôi thấy là có cái đạo đức, có cái đạo đức con người hơn cái lũ của cái thằng Trường Pháp Sư này. À, người ta ăn nói rất là hiền hậu, mặc dầu không biết thương ghét nhưng ta vẫn kêu gọi là dùm chén cơm cho là má của cái thằng âm hộ pháp đó. À, mà tối nó lên nó chửi người ta thì thôi luôn, chứ qua bên đó rõ ràng hai cô đó là hoàn toàn không có xúc phạm gì nó hết. À nói đợi nó uống cà phê khó quá, người ta đợi ría không được, người ta về và còn kêu luôn để mọi người giúp cho chén cơm cho má nó nữa. Mà nó đem lòng như vậy thì tính ra tính lại là gì, bản chất của bọn này là bạn gì, lưu manh móc túi đầu đường xó chợ. À, rồi nó gạt gẫm được. À, là nó lợi dụng vào tôn giáo, rồi nó chà đạp tôn giáo để nó ăn lấy đồng tiền về nó nuôi mẹ nuôi ngoại nó, rồi nó xây cái ổ ấm cho nó thôi, chứ ngoài ra là không có việc gì mà nói để gọi là cái bọn thằng Trường Pháp Sư này nó là cái loài người bà con ạ. À, nó là cái loài thú vật. À, nó chỉ biết thực hiện những vấn đề quan giả của nó. À, điển hình như đó, nó đem lòng, nó thích con quen thì nó đem lòng qua một cái người đàn ông gì có nhục á. Đầu tiên mày kêu người ta bằng chị, à cái tới cái mày kêu người ta bằng em, cái mày làm bé người ta luôn, mày làm bé người ta xong xuôi hết trơn rồi, cái bắt đầu á là mày đuổi người ta đi, cái bây giờ mày kêu bằng con quen, à rồi để vợ người ta không còn tiền phải về với chồng cũ mà xin lấy 100 nghìn, thì cảnh trời đời này
Có ai làm ác hơn được thằng Trường không bà con? Con của người ta thì nó vứt vô trong trại mồ côi, chồng người ta là lớ hớ về với vợ thì nó mướn là mấy anh em xã hội gì đó là dùng mã tấu là chém là lúc tay đó. Rồi bây giờ sao, một cái gia đình nghèo tan nát vì ai? Vì thằng Trường Pháp Sư này. Bởi tôi nói là thằng Trường Pháp Sư này nó thả bốn con cá để nó giải cái nghiệp của nó thì tôi thấy hoàn toàn chưa đúng đâu. Mà phải đốt cái ổ của nó đó, của mẹ nó và ngoại nó ở đang ở đó. Đó, nó mới hết nghiệp. Và cũng chưa nữa, vì nó xúc phạm đó là tôn giáo tới tận trời xanh nè. Do đó là gì? Ba đời chính kiếp nó là sẽ là một con trùng con dế. Và cuộc đời nó bây giờ nếu còn sống trên xã hội này thì phải nói là tai bay quả gửi cho nó thì nó đã bị nghiệp quật rồi đó anh. Thì hôm Tết này có nhà cao cửa rộng theo nó nha, là nó cũng tự hào đó nha, lừa được nó ra về là ngon rồi. Nhưng mà sao? Bị con quen á là nó quýnh cho một trận bầm mặt, thế là nguyên một con trăn này á là nó không hề lú cái bản mặt của nó là lên cộng đồng được. Đó là nó đã nghiệp quật là một bước đầu tiên rồi đó bà con. Đó, đó là trời cao có mắt đó. Mày thằng Trường Pháp Sư ơi, chứ mày đừng có quen cái thói lưu manh của mày, quen sống cái thói là móc túi người ta. Rồi đó là chạy đi lại một cái chỗ nào đó ngồi ăn nghi ngố rồi mà ngông nghênh lên xã hội. Mày đừng bỏ cái thói đó đi, mày phải nhìn lại những cái gì, những cái hậu quả gì mà mình đã gây ra trong suốt cái thời gian đó là làm Phật chảy máu. Đấy, đó thì tôi cũng có cái vài lời cũng là góp ý cùng anh và tôi cũng xin hết ạ. Dạ, em cảm ơn cái ý kiến đóng góp của anh trong cái buổi live hôm nay. Dạ, thì thay mặt cả bà con thì cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ. Dạ, thưa quý vị thì vừa rồi là ý kiến của một vị khán giả cũng liên quan cho cái sự việc của Pháp Sư bà Ven. Thì trong quá trình Pháp Sư gọi là hợp tác làm anh chung với Ven đó, thì đến bây giờ gọi là cái như là cũng xuất hiện một cái vị sư huynh mà cái như giá cả mà chưa thỏa đáng, mà cái Pháp Sư đã sư huynh đã là giết mối một cách là cái như tùy tiện đâu, cho nên là Pháp Sư đang có những cái gọi là bức xúc. Đấy, thì tôi sẽ tiếp tục để mà liên lạc đến là chỗ sư huynh của Pháp Sư đây như thế nào và sẽ gửi đến cho quý vị trong những cái thức phim tiếp theo. Và cái buổi live stream hôm nay tôi xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả bà con ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Bà con nào chưa like, vui lòng like giúp Lang Thang một like và chia sẻ giúp clip này cho Lang Thang Sài Gòn quý vị ha. Cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại các bà con vào những buổi livestream tiếp theo nha. Bye bye quý vị.